Dạ, kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Quang Trí, chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thì tiếp theo cái bài báo cáo rất là hay của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Quang Trí, thì tôi xin phép được trình bày về cái vấn đề kiểm soát nguy cơ tim mạch cho những bệnh nhân đái tháo đường có kèm theo tăng huyết áp. Tại sao và như thế nào? Và tôi là bác sĩ Lương Cao Sơn đến từ khoa nội tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin bắt đầu bằng một tình huống lâm sàng. Bệnh nhân nam 52 tuổi, bệnh nhân không có triệu chứng và bệnh nhân đến khám tại phòng khám tim mạch của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh bởi vì bệnh nhân có đái tháo đường type 2. Để biết, cách đây 2 năm bệnh nhân đang được điều trị với metformin 1000 mg ngày một lần, và bệnh nhân này có thói quen là ít vận động, hút thuốc lá thì 5 gói 5. Tiền sử gia đình thì chưa ghi nhận bất thường. Khám lâm sàng, bệnh nhân ghi nhận có cân nặng là 65 kg, chiều cao là 1m7, tính ra BMI là 23, vòng eo là 98 cm. Tần số tim lúc nghỉ của bệnh nhân là 90 lần trên phút và huyết áp là 162/98 mm thủy ngân. Bệnh nhân này được đo huyết áp 2 lần cách nhau 5 phút. Các xét nghiệm cận lâm sàng của bệnh nhân thì ghi nhận có cholesterol máu toàn phần là 200 mg/dL, LDL cholesterol là 110 mg/dL, triglyceride là 200. Bệnh nhân có đường huyết đói là 7.5 mmol trên lít, tính ra là khoảng 135 mg/dL, HB1C là 7.8%. Creatinine máu là 0.9 mg/dL, tỷ lệ albumin trên creatinine niệu là 26 mg/g, và điện tâm đồ của bệnh nhân là trong giới hạn bình thường. Câu hỏi đặt ra đó là chúng ta có cần thay đổi điều trị cho bệnh nhân này hay không, và chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Thì như quý vị đồng nghiệp cũng thấy là trong đại dịch Covid này thì đang bùng phát ở khắp mọi nơi, và Việt Nam của mình cũng không nằm ngoài cái xu hướng đó. Tuy nhiên, người ta thấy rằng tăng huyết áp và đái tháo đường lại là hai cái nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19. Người ta cũng cho thấy rằng là tăng huyết áp và đái tháo đường chiếm đến 33,36% các trường hợp tử vong tính đến thời điểm là tháng 7 năm 2020. Và giữa tăng huyết áp và đái tháo đường thì có mối liên quan rất là chặt chẽ với nhau, do cùng chung một số các yếu tố nguy cơ, ví dụ như yếu tố di truyền, đề kháng insulin, rối loạn lipid máu, béo phì v.v. Và cả tăng huyết áp và đái tháo đường cũng sẽ tác động với nhau, ảnh hưởng đến tình trạng xơ vữa mạch, rối loạn chức năng tế bào nội mô, tình trạng viêm và xơ hóa mạch máu, dẫn đến tái cấu trúc động mạch, và cuối cùng đưa đến các biến chứng mạch máu lớn, mạch máu nhỏ và dẫn đến tử vong tim mạch cho bệnh nhân. Các công trình nghiên cứu thì cho thấy rằng tăng huyết áp tâm thu thì có liên quan đến vấn đề gia tăng tử vong do tim mạch bất kể ở những bệnh nhân có đái tháo đường hay là không có đái tháo đường. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng ở cái nhóm bệnh nhân bị đái tháo đường, cái cột màu xanh lá cây á, thì chúng ta thấy rằng là tử vong nó cao gấp đôi so với những cái người không bị đái tháo đường. Đặc biệt khi mà đái tháo đường có kèm theo tăng huyết áp thì cái tỷ lệ tử vong nó còn tăng cao hơn gấp nhiều lần nữa. Và như vậy, để điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường kèm tăng huyết áp thì sau cái nghiên cứu Steno, người ta thấy rằng để làm giảm tử vong cũng như các biến cố tim mạch cho bệnh nhân thì chúng ta cần phải can thiệp đa yếu tố. Trong đó, người ta tập trung đến ba cái vấn đề chính là ABC, tức là đạt được mục tiêu đường huyết, đạt được mục tiêu huyết áp cũng như đạt được mục tiêu mỡ máu, cụ thể là cholesterol, LDL cholesterol máu. Và gần đây thì cái chiến lược can thiệp đa yếu tố nó được mở rộng hơn là 5 yếu tố, trong đó người ta cũng quan tâm đến cái vấn đề hút thuốc lá cũng như là vấn đề tiểu đạm của bệnh nhân. Tuy nhiên thì trong thực tế lâm sàng thì cái tỷ lệ bệnh nhân tăng huyết áp có đái tháo đường được kiểm soát đồng thời cả ba yếu tố này thì có tỷ lệ rất là thấp. Cụ thể là trong các nghiên cứu gộp cho thấy rằng là từ năm 1988 đến năm 2010 thì cái tỷ lệ bệnh nhân đạt được cả ba cái chỉ số HB1C dưới 7%, huyết áp dưới 130/80 và LDL cholesterol dưới 100 g/dL thì khá là khiêm tốn, có đến hơn 80% bệnh nhân không đạt được cả ba cái mục tiêu này theo cái thời gian mà chúng ta theo dõi. Một cái vấn đề khác nữa đó là khi mà chúng ta chậm kiểm soát huyết áp trên những bệnh nhân đái tháo đường thì nó sẽ làm tăng đáng kể các biến cố tim mạch. Như trong cái nghiên cứu này, người ta thấy rằng nếu như huyết áp của bệnh nhân không được kiểm soát trong năm đầu tiên thì nó sẽ làm gia tăng đến 30% các biến cố tim mạch chính, 41% nguy cơ nhồi máu cơ tim và 25% nguy cơ đột quỵ trong vòng 3 năm đối với bệnh nhân đái tháo đường và có kèm theo tăng huyết áp mới khởi phát. Và đây là một loạt các công trình nghiên cứu lớn về tăng huyết áp như là HOT, SHIFT, UKBS, HOPE, CISER, PROGRESS, ADVANCE, v.v. Đều cho thấy rằng giữa hai cái chiến lược kiểm soát huyết áp tích cực, tức là cái cột màu hồng, so với kiểm soát huyết áp thông thường, tức là cái cột màu xanh, chúng ta thấy rằng cái nhóm kiểm soát huyết áp tích cực sẽ giúp làm giảm được các biến cố tim mạch ở cho bệnh nhân. Như vậy thì trong các nghiên cứu này, thế nào gọi là kiểm soát huyết áp tích cực? Thì người ta thấy rằng là cái nhóm kiểm soát huyết áp tích cực là huyết áp người ta đưa về ở cái mức dưới 140 và thậm chí một số nghiên cứu đưa về mức gần 130 mm thủy ngân thì vẫn cho thấy lợi ích so với cái nhóm mà có huyết áp cao hơn.
trên những bệnh nhân đái tháo đường. Và theo các khuyến cáo hiện nay, như khuyến cáo của Hội Tim mạch Châu Âu, Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam, ở những bệnh nhân tăng huyết áp có kèm theo đái tháo đường, thì bất kể đái tháo đường đã có hoặc là chưa có tổn thương cơ quan đít, thì bệnh nhân sẽ được xếp vào cái nhóm có nguy cơ tim mạch từ cao cho đến rất cao. Và trên các nhóm bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao và rất cao này, thì khuyến cáo ESC-H18 nói rằng ngay cả ở những bệnh nhân có tăng huyết áp độ 1, tức là huyết áp tâm thu từ 140 trở lên, huyết áp tâm trương từ 90 mét thủy ngân trở lên, thì chúng ta cần phải can thiệp ngay bằng thuốc cho bệnh nhân, kết hợp với các biện pháp thay đổi lối sống. Và ADA, Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, năm 2021 cũng một lần nữa nhấn mạnh cái việc cần phải điều trị bằng thuốc ngay khi bệnh nhân đái tháo đường có huyết áp tâm thu trên 140 và hoặc huyết áp tâm trương trên 90 mm thủy ngân, cũng như là cần phải điều chỉnh thuốc kịp thời để đạt được cái mức huyết áp mục tiêu. Như vậy, câu hỏi đặt ra đó là kiểm soát tăng huyết áp trên người bệnh đái tháo đường chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta cũng biết rằng là tăng huyết áp ở trên bệnh nhân đái tháo đường có cơ chế bệnh sinh rất là phức tạp. Trong đó khởi nguồn từ cái vấn đề đề kháng insulin, tăng kích insulin ở trong máu sẽ đưa đến một số các hậu quả sau. Thứ nhất là đưa đến tình trạng giảm hoạt tính của các peptide bài natri niệu, làm tăng hoạt tính của hệ renin, angiotensin, aldosterone và làm tăng hoạt tính thần kinh giao cảm. Thì các yếu tố này sẽ dẫn đến tình trạng ứ muối, ứ nước và dẫn đến tình trạng tăng huyết áp. Ngoài ra, chúng ta cũng biết hệ thần kinh giao cảm và hệ renin, angiotensin còn có hiệu quả co mạch mạch, và đó cũng là yếu tố góp phần gây tăng huyết áp. Tình trạng tăng đường huyết mãn tính sẽ gây tổn thương thận và dẫn đến bệnh thận mạn, dẫn đến tình trạng ứ muối, ứ giữ nước và cũng đưa đến tăng huyết áp. Và từ cái cơ chế bệnh sinh này thì người ta thấy rằng việc điều trị tăng huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường cần phải phối hợp nhiều cơ chế khác nhau. Trong đó, cái vai trò quan trọng của nhóm ức chế men chuyển hoặc là chặn thực thể angiotensin, vai trò của chặn beta giao cảm, của các thuốc lợi niệu trong vấn đề làm thải muối, vân vân, và cũng có vai trò của ức chế men chuyển chặn thực thể, hoặc là gần đây hơn nữa đó là cái nhóm thuốc ức chế SGLT2 trong vấn đề bảo vệ thận trên những bệnh nhân tăng huyết áp kèm đái tháo đường, từ đó sẽ giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn. Và đây là một cái công trình nghiên cứu gộp thì cho thấy rằng giữa hai cái chiến lược điều trị, chúng ta tăng cái gấp đôi cái liều đơn trị so với chúng ta phối hợp với một cái nhóm thuốc khác á, thì người ta thấy rằng là cái việc phối hợp các thuốc thuộc các nhóm khác nhau sẽ có hiệu quả hạ áp tốt hơn gấp 5 lần so với cái việc mà chúng ta tăng liều đơn trị. Bất kể là bệnh nhân đang được điều trị đơn trị bằng cái nhóm thuốc nào, lợi tiểu, chặn beta, ức chế men chuyển, chặn kinh canxi, v.v. Thì cái việc phối hợp thêm một nhóm thuốc khác bao giờ cũng mang lại hiệu quả tốt hơn trong vấn đề kiểm soát huyết áp cho bệnh nhân. Chính vì vậy mà từ năm 2018, Hội Tim mạch Châu Âu đã đặt ra cái vấn đề cần phải phối hợp thuốc sớm cho những bệnh nhân tăng huyết áp, ngay cả giai đoạn đầu tiên với viên phối hợp liều cố định 2-1. Và cái phối hợp được ưu tiên chọn lựa đó là ức chế men chuyển hoặc chặn thực thể kết hợp với chặn kinh canxi hoặc là lợi tiểu. Và hiện nay thì đơn trị liệu chỉ được xem xét cho một số các đối tượng như là tăng huyết áp độ 1 mà có nguy cơ tim mạch thấp, hoặc là những bệnh nhân rất cao tuổi, trên 80 tuổi, hoặc là những nhân suy yếu v.v. Thì những đối tượng này thì chúng ta mới xem xét sử dụng đơn trị liệu. Còn đa số các bệnh nhân tăng huyết áp hiện nay thì khuyến cáo nói rằng chúng ta nên phối hợp sớm cho bệnh nhân, đặc biệt là trên những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao, trong đó có đái tháo đường. Và cái mục tiêu kiểm soát huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường hiện nay thì như thế nào, thì đa số các khuyến cáo đều thống nhất là đưa huyết áp về mức 130/80 mm thủy ngân. Chẳng hạn như khuyến cáo 2017 của Hội Tim mạch Hoa Kỳ, 2018 của Hội Tim mạch Canada, hoặc là 2018 của Hội Tim mạch Châu Âu, hoặc Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam, hoặc là 2019 của Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ, thì đều thống nhất trong cái việc là đưa mức huyết áp về dưới 140/90 mm thủy ngân và đến 130/80 mm thủy ngân. Tuy nhiên thì cái việc kiểm soát cái con số huyết áp chỉ là cái mục tiêu ban đầu, gọi là mục tiêu sơ cấp, và cái mà chúng ta mong muốn thông qua cái việc kiểm soát huyết áp là bệnh nhân cần phải đạt được cái việc làm giảm các biến cố, trong đó có biến cố tim mạch và biến cố thận, và cao hơn nữa đó là chúng ta làm giảm được tử vong do tim mạch, và đặc nhất là chúng ta giảm được cái tử vong do mọi nguyên nhân, thì đó là cái mục tiêu tối thượng trong việc điều trị cho các bệnh nhân. Thì thứ nhất là trong cái phân tích gộp FASAN, công thức gộp này được công bố trong năm nay 2021, gộp từ 4 cái thử nghiệm lâm sàng khác nhau, thì người ta cho thấy rằng cái việc sử dụng Peridopril kết hợp với Indapamide sẽ giúp được kiểm soát huyết áp tốt và nhanh chóng đạt được mục tiêu. Cái thử nghiệm này được tiến hành, phân tích gộp này với hơn 16.763 bệnh nhân với thời gian theo dõi là 3 tháng. Và mức huyết áp nền của bệnh nhân trước khi tham gia nghiên cứu này là huyết áp tâm thu là khoảng 160 mét thủy ngân. Thì trong phân tích gộp này cho thấy rằng sau 3 tháng điều trị thì đa số bệnh nhân đạt được
giảm được huyết áp tâm thu 30 mm thủy ngân, tức là đạt được cái ngưỡng mục tiêu mà mình mong muốn từ 130 đến dưới 140 mét thủy ngân. Và điều này được tái khẳng định lại trong cái nghiên cứu của Nikka. Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng cái việc sử dụng viên phối hợp Peridopril Dopamide trong thời gian 6 tháng với mức huyết áp mà mục ban đầu là 160 trên 95 mét thủy ngân thì có đến 90% bệnh nhân đạt được mức huyết áp mục tiêu. Một vấn đề khác trong việc chúng ta kiểm soát huyết áp đó là không phải là chỉ số huyết áp đo tại phòng khám không, mà người ta còn quan tâm đến cái huyết áp trung bình trong 24 giờ. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng cái đặc điểm tăng huyết áp ở những người bị tăng huyết áp thì nó sẽ có một cái ngưỡng gọi là tăng huyết áp vọt lên buổi sáng. Thông thường nó xảy ra vào khoảng từ 6 đến 10 giờ lúc mà bệnh nhân mới thức dậy, thì chúng ta thấy rằng các biến cố tim mạch cũng xảy ra nhiều nhất vào trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân đến khám bệnh với chúng ta thì đa số chúng ta chỉ dựa vào cái con số huyết áp tại phòng khám thôi, thì con số này chỉ được ví như là cái phần nổi của tảng băng, trong khi đó phần chìm của tảng băng đó chính là huyết áp tăng tại nhà, tăng huyết áp về đêm và đặc biệt là huyết áp trung bình 24 giờ. Đây là các yếu tố cũng có liên quan mạnh mẽ với cái việc làm tăng các biến cố tim mạch cho bệnh nhân. Vậy thì cái mục tiêu đặt ra đó là làm sao chúng ta không những kiểm soát được huyết áp tại phòng khám mà chúng ta cần phải kiểm soát luôn cả huyết áp 24 giờ. Thì chúng ta cũng thấy rằng như cái bài của Phó Giáo sư Hoàng Văn Chí đã trình bày, thì như vậy thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn lựa các thuốc mà có tỷ lệ đáy đỉnh cao trên 75%, thì như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta tăng cái cơ hội kiểm soát được huyết áp 24 giờ. Thì trong cái nhóm ức chế men chuyển thì chúng ta, ức chế hệ RAS thì chúng ta thấy rằng là Peridopril là một thuốc có tỷ lệ đáy đỉnh khá là cao so sánh với các thuốc ức chế men chuyển khác như là Enalapril, Ramipril, hoặc là so sánh. Alo, quý đồng nghiệp có thấy cái màn hình không ạ? Tôi thấy có một đồng nghiệp ghi là không thấy màn hình ạ. Dạ, chúng em vẫn thấy ạ. Tại anh thấy có một bác sĩ nào nhắn là không thấy màn hình, anh không biết, anh vẫn thấy em ha. Dạ, IT sẽ liên lạc với bác sĩ để hỗ trợ. Cảm ơn anh Sơn. Mời rồi, tiếp tục ạ. Dạ, xin tiếp tục cái bài. Như chúng ta cũng thấy rằng là Peridopril là một cái thuốc nó có cái tỷ lệ đáy đỉnh rất là cao so với các thuốc ức chế men chuyển hoặc là chèn thủ thể khác như là Losartan, Valsartan vân vân, thì tỷ lệ đáy đỉnh của nó thấp hơn rất là nhiều. Và cái hậu quả là đối với Peridopril thì chúng ta có thể dùng ngày một lần, trong khi đó đối với các nhóm mà có tỷ lệ đáy đỉnh thấp thì phải dùng ít nhất là 2 lần một ngày. Còn đối với các thuốc lợi tiểu thì Indapamide cũng là một cái nhóm thuốc có tỷ lệ đáy đỉnh rất cao đến 90%, cao gấp 3 lần so với các thuốc lợi tiểu truyền thống như là Thibautiazide, chỉ có khoảng 33%. Và như vậy cái việc phối hợp giữa hai cái thuốc có cái thời gian đáy đỉnh cao như vậy sẽ giúp kiểm soát được huyết áp ổn định trong vòng 24 tiếng. Còn về vấn đề dung nạp và tác dụng phụ của cái viên phối hợp này thì như thế nào, thì cũng trong cái phân tích gộp của Fasham với một cái số lượng bệnh nhân rất lớn, hơn 16.000 bệnh nhân, thì người ta thấy rằng tỷ lệ xảy ra các biến cố bất lợi thì rất thấp, chỉ có 1,3%. Trong đó các tác dụng phụ mà thường gặp hay được nói đến khi sử dụng ức chế men chuyển đó là ho khan, thì trong nghiên cứu này chúng ta thấy rằng là tỷ lệ nó chỉ có 0,3%, phù mắt cá chân là 0,1%. Với cái việc sử dụng Peridopril liều khá cao 10 mg kết hợp với Indapamide 2,5 mg. Và trong cái công trình nghiên cứu ACE đó, thì người ta cho thấy rằng đây là một cái công trình nghiên cứu quan sát mở 6 tháng ở tại Hungary với số lượng bệnh nhân là hơn 9.100 bệnh nhân, thì cho thấy rằng cái việc sử dụng cái viên phối hợp Peridopril Indapamide thì không ảnh hưởng nhiều đến cái đường huyết cũng như là mỡ máu, cụ thể là cholesterol, triglyceride, và cũng không làm ảnh hưởng đến điện giải của bệnh nhân như là kali, natri, và cũng như không ảnh hưởng đến acid uric. Đây là những cái tác dụng phụ mà chúng ta thường thấy khi chúng ta sử dụng các nhóm thuốc lợi tiểu thiazide truyền thống. Thì trong cái thử nghiệm, trong cái nghiên cứu của ACE thì người ta không thấy gia tăng các tỷ lệ tác dụng phụ này khi mà chúng ta sử dụng Indapamide. Và một trong các công trình nghiên cứu nổi bật nói lên vai trò của phối hợp Peridopril và Indapamide đó là công trình nghiên cứu ADVANCE. Đây là nghiên cứu được đăng trên tạp chí Lancet vào năm 2007. Phải nói rằng đây là một trong những cái công trình nghiên cứu rất là nổi tiếng, bởi vì với số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu rất lớn, hơn 11.140 bệnh nhân đái tháo đường, trong đó có đến 1/3 bệnh nhân là người châu Á. Nghiên cứu được diễn ra ở đa trung tâm ở nhiều nước trên khắp thế giới. Và cái trong cái nghiên cứu này thì người ta đưa vào cái tiêu chuẩn chọn bệnh đó là những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 từ 55 tuổi trở lên, và bệnh nhân có đi kèm theo một số các yếu tố nguy cơ tim mạch khác, ví dụ như lớn tuổi trên 65 tuổi, bệnh nhân có tiền căn có bệnh lý mạch máu lớn hoặc tiền căn bệnh lý mạch máu nhỏ,
hoặc là bệnh nhân có đái tháo đường ở trên 10 năm, hoặc là những bệnh nhân có đi kèm với các yếu tố nguy cơ khác. Và đặc biệt trong nghiên cứu ADVANCE này là người ta đưa vào những bệnh nhân có tăng huyết áp và cả những bệnh nhân và không có tăng huyết áp thì cũng được đưa vào trong cái nghiên cứu này. Đây là cái sơ đồ nghiên cứu ADVANCE, đó là những bệnh nhân đủ cái tiêu chí đưa vào thì người ta sẽ phân nhóm ngẫu nhiên thành một hai nhóm. Một cái nhóm người ta sử dụng cái viên phối hợp Peridopril Indapamide liều thấp. Và cái nhóm thứ hai là người ta sử dụng giả dược trên một cái nền bệnh nhân được điều trị nội khoa tối ưu, điều trị tăng huyết áp, ổn định huyết áp bằng những cái nhóm thuốc khác, ngoại trừ cái nhóm lợi tiểu thi acid và Peridopril. Thì kết quả công trình nghiên cứu ADVANCE này thì cho thấy rằng ở cái nhánh người ta kết hợp thuốc hạ áp thông thường với lại Peridopril kết hợp với Indapamide á, thì người ta thấy rằng cái huyết áp tâm thu nó giảm thêm được 5,6mm thủy ngân, huyết áp tâm trương giảm thêm được 2,2mm thủy ngân so với cái nhóm sử dụng giả dược. Tuy nhiên, chỉ với một cái sự thay đổi nhỏ về huyết áp như vậy, thì cái kết quả của nghiên cứu ADVANCE sau một kết quả khá là bất ngờ. Trong đó người ta thấy rằng cái tỷ lệ tần suất dồn các biến cố mạch máu lớn, ví dụ như biến cố mạch vành, biến cố mạch máu não cộng với biến cố mạch máu nhỏ, ví dụ như biến cố thận, biến cố võng mạc, đặc biệt là biến cố võng mạc, thì người ta thấy rằng nó giảm đến 9% cái nguy cơ bị các biến cố này, và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê với cái chỉ số P là 0,04. Và phân tích trên vấn đề trên thận thì người ta cũng thấy rằng cái việc sử dụng mà kết hợp sớm Peridopril Indapamide nó giúp làm giảm được tiến triển của bệnh thận, cụ thể là nó làm giảm tiến triển đến tiểu đạm đại lượng, và cũng như là làm giảm sự tiến triển đến cái bệnh thận giai đoạn cuối, và đặc biệt nó cũng làm giảm có ý nghĩa thống kê cái tình trạng, nó cũng làm tăng có ý nghĩa thống kê tình trạng thoái lui cái đạm niệu trở về cái đạm niệu bình thường, và sự khác biệt này là đều có ý nghĩa thống kê thông qua cái nghiên cứu ADVANCE này. Và một trong những cái điểm nổi bật trong nghiên cứu ADVANCE này đó là một trong số các thử nghiệm lâm sàng hiếm hoi cho thấy rằng cái việc kết hợp Peridopril Indapamide giúp làm giảm được có ý nghĩa tử vong do mọi nguyên nhân cũng như là tử vong do nguyên nhân tim mạch. Và khi đặt cái nghiên cứu ADVANCE lên với các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng khác đối với nhóm ức chế men chuyển hoặc là chèn thủ thể angiotensin, ví dụ như nghiên cứu OTAGET, TRANSCEND đối với temizartan, RENAN đối với losartan, IFMA hoặc là IDNT đối với irbesartan v.v. Thì người ta thấy rằng nếu như các nhóm thuốc chèn thủ thể angiotensin người ta nói nhiều về vấn đề bảo vệ thận, thì trong nghiên cứu ADVANCE này thì cái hiệu quả bảo vệ thận của Peridopril thì nó cũng tương đồng như là trong các nghiên cứu với chèn thủ thể angiotensin. Tuy nhiên về cái vấn đề làm giảm tử vong do mọi nguyên nhân cũng như tử vong do nguyên nhân tim mạch thì chúng ta thấy rằng dường như là chỉ có duy nhất ức chế men chuyển Peridopril giúp làm giảm có ý nghĩa thống kê, trong khi đó toàn bộ các nhóm chèn thủ thể angiotensin thì hoặc là không làm thay đổi hoặc là sự thay đổi không có ý nghĩa thống kê. Cũng như là cái việc xuất hiện đạm niệu mới xuất hiện thì chúng ta cũng thấy rằng là chỉ có Peridopril cho thấy rằng là nó làm giảm sự xuất hiện đạm niệu mới trên những bệnh nhân đái tháo đường có hoặc không có kèm theo tăng huyết áp. Trong khi đó đối với cái nhóm chèn thủ thể angiotensin thì chúng ta không ghi nhận được cái việc này. Và sau khi kết thúc nghiên cứu ADVANCE thì người ta tiếp tục theo dõi bệnh nhân trong vòng 10 năm nữa, thì đó là nghiên cứu ADVANCE ON, để người ta xem thử rằng liệu các kết cục về tim mạch như vậy nó có tiếp tục được duy trì hay là không. Thì trong kết quả của nghiên cứu ADVANCE ON, tức là tiếp tục theo dõi các bệnh nhân trong nghiên cứu ADVANCE với thời gian 10 năm, thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong do tim mạch nó vẫn tiếp tục được duy trì, giảm 12%, và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê sau cái thời gian theo dõi kéo dài hơn 10 năm. Và kết quả này đã được đăng trên cái tạp chí The New England vào năm 2014. Đồng thời tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân nó cũng tiếp tục được duy trì, giảm 9%, và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê ở thời điểm 10 năm, tiếp tục theo dõi đến thời điểm 10 năm. Như vậy có một số các bàn luận về nghiên cứu ADVANCE ON này. Thứ nhất đó là lợi ích tim mạch dài hạn trên các bệnh nhân đái tháo đường được theo dõi qua nghiên cứu ADVANCE ON. Trước hết đó là do hiệu quả hạ áp tốt của cái viên phối hợp liều cố định Peridopril và Indapamide. Thứ hai đó là chúng ta thấy rằng là cái việc phối hợp sớm Peridopril Indapamide mặc dù với cái việc kiểm soát huyết áp không có khác biệt là đáng kể so với cái nhóm chứng, tuy nhiên đã mang lại lợi ích rất là to lớn về vấn đề làm giảm các biến cố mạch máu lớn, mạch máu nhỏ, tử vong do
nguyên nhân tim mạch cũng như tử vong do nguyên nhân. Người ta đặt ra vấn đề phải chăng đây là một cái hiệu ứng ký ức do những tác động đặc biệt của việc điều trị tích cực lên sự tái cấu trúc của tim và mạch máu theo những hướng có lợi hay là không. Và cuối cùng người ta thấy rằng lợi ích trên các biến cố mạch máu nhỏ thì có thể đó là do cái hiệu quả bảo vệ nội mạc mạch máu của các thuốc ức chế men chuyển, mà cụ thể trong trường hợp này là Ribavirin, cũng giống như cái bài trình bày của Phó Giáo sư Hùng Văn Trí mà chúng ta vừa nghe hôm nãy, thông qua cái nghiên cứu Europa và các nhánh phân tích của nó thì cũng cho thấy rằng những cơ chế bảo vệ tế bào nội mạc của cái nhóm thuốc ức chế men chuyển Ribavirin này. Trở lại trường hợp ca lâm sàng của mình thì bệnh nhân của chúng tôi được tư vấn về thay đổi lối sống, bao gồm tăng cường vận động thể lực nhiều hơn, bệnh nhân có một chế độ ăn uống lành mạnh hơn, giảm lượng carbohydrate, giảm lượng mỡ cũng như là giảm cái lượng năng lượng nhập vào. Về thuốc điều trị thì có một số thay đổi như sau. Bệnh nhân chưa được kiểm soát đường huyết tốt thì chúng tôi đã kết hợp giữa metformin với lại glucagon ME 30mg ngày một lần. Và chúng tôi sử dụng phối hợp berindopril indapamide 5 1,25mg cho bệnh nhân này. Và chúng tôi sử dụng statin cường độ cao, rosuvastatin 20mg ngày một lần. Kết quả tái khám sau 3 tháng thì ghi nhận là bệnh nhân đạt được mục tiêu LDL cholesterol là 66mg trên decilit, HB1C của bệnh nhân là 6,8%, và tổng phân tích nước tiểu thì không còn ghi nhận đạm niệu. Vòng huyết áp của bệnh nhân ở thời điểm 3 tháng sau điều trị là 130 trên 78mm thủy ngân. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa đồng nghiệp, tôi xin phép có một số kết luận như sau. Tăng huyết áp và đái tháo đường thì thường là đi đôi với nhau và làm tăng đáng kể nguy cơ tử vong cũng như là biến chứng tim mạch cho bệnh nhân. Can thiệp đa yếu tố được xem là cần thiết để bảo vệ bệnh nhân. Mục tiêu dài hạn là chúng ta giảm được tử vong chung cũng như là tử vong do nguyên nhân tim mạch. Việc phối hợp liều cố định berindopril và indapamide được xem là giải pháp chuyên biệt cho bệnh nhân đái tháo đường có kèm theo tăng huyết áp do cơ chế tác dụng phù hợp với cơ chế sinh lý bệnh tăng huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường, được nhiều guideline khuyến cáo và là điều trị tăng huyết áp duy nhất có bằng chứng bảo vệ tim mạch dài hạn trên bệnh nhân đái tháo đường type 2. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý thầy cô và quý đồng nghiệp.